10 năm ngoái, hội thánh đã bổ nhiệm tôi giám sát nhóm thiết kế đồ họa. Lúc đó còn có chị Vương Lệ cũng đang phụ trách nhóm này, trước đây tôi từng làm chung với chị. Chị ấy bận tâm về hình ảnh của mình và sẽ gây chuyện với bất cứ ai làm phật lòng chị ấy. Nhưng chúng tôi đã cộng tác rất hòa thuận với nhau, không có mâu thuẫn gì to tát cả, tình cảm hai chị em rất tốt. Nên lần này lại được phân công làm bổn phận cùng nhau, tôi muốn chúng tôi sẽ cộng tác thực hiện bổn phận một cách suôn sẻ. Sau đó, chị ấy giới thiệu vắn tắt cho tôi về các thành viên trong nhóm. Khi nói đến một người chị tên Tân, thì chị Vương có vẻ hơi cay cú. "Chị ta không có nhân tính tốt và vô cùng kiêu ngạo. Chị ta không những không chịu tiếp thu ý kiến mà còn hay nói về vấn đề của tôi. Không đóng vai trò tích cực trong nhóm. Tôi đã viết thư gửi lên lãnh đạo để phản ánh về chị ta và thu thập đánh giá của những người khác về chị ta. Chị ta sẽ bị tước bổn phận. Vậy những người khác cảm thấy thế nào về chị Tân đó?" "Phải, Phải đó." đó. Tôi đã đọc các bản đánh giá. Đa số anh chị em đều nói chị Tân có năng lực trong bổn phận và tố chất cũng tốt. Nhưng mà tính tình chị ấy hơi kiêu ngạo và khi thảo luận công tác thì đôi lúc khá là bảo thủ. Nhưng nếu được thông công rõ ràng thì chị sẽ tiếp thu. Nhìn chung mà nói chị Tân này xứng đáng được hội thánh bồi dưỡng. Ừ. Tôi thầm nghĩ đánh giá của Vương Lị về chị Tân không được khách quan cũng không công bằng. Chị Tân không nên bị tức bổn phận tùy tiện có phải chị tân đã đưa ra phản hồi không tốt về vương lị làm chị ấy mất mặt nên chị ấy nảy sinh định kiến và muốn tước bổn phận của chị tân nếu là như vậy thì vương lị nên kiểm điểm lại mình mới phải đúng đó phải suy nghĩ như vậy tôi đã muốn chỉ ra vấn đề này với chị nhưng rồi tôi lại nghĩ chị ấy chú trọng thể diện tôi nói ra thì chị có ghét tôi không nếu hai người lục đục với nhau thì sao cộng tác tốt được vậy nên tôi nhã nhặn nói với chị chị tân tin đức chúa trời chưa lâu lại hơi ngoan cố vấn đề của chị ấy cũng không nghiêm trọng đến mức bị tước bổn phận hãy thông công để giúp chị ấy thôi vậy chị vương lị phản ứng thế nào ừ. thái độ của chị ấy thay đổi hoàn toàn và chị ấy khó chịu nói chị tân này không phải chỉ cứng đầu đâu mà có tâm tính xấu trước đây tôi cũng tưởng suy nghĩ giống như chị nhưng giờ tôi đã có sự phân định rõ ràng dựa trên những lời của đức chúa trời thì chị ta nên bị loại bỏ nếu chị muốn thì cứ giúp chị ta sau đó chị có thể phụ trách công tác của chị ta tôi thực sự không biết phải làm gì tôi vừa mới vào nhóm và không quen với nhiều việc mà chị ấy đã đùn đẩy trách nhiệm cho tôi như vậy có thể làm chậm công tác và cũng khá là vô trách nhiệm với hội thánh tôi muốn chia sẻ thêm suy nghĩ của mình với chị ấy nhưng chị ấy lạnh lùng như vậy Tôi sợ mâu thuẫn sẽ phá hỏng tình chị em vốn có Nên tôi im lặng không nói gì Vài ngày sau Vì nhu cầu công tác của hội thánh Chúng tôi phải chuẩn bị thay đổi địa điểm làm bổn phận Lúc đó Chị Vương Lị bỗng nói với tôi Chúng ta đừng đưa chị Tân đi cùng Chị ấy nên ở lại đây và kiểm điểm Làm vậy chẳng phải là cố ý tẩy chay và chèn ép chị Tân sao? Phải Tôi cứ thấy chuyện này có gì đó không ổn kêu chị tân ở lại đây thì chẳng phải là đang cố ý cô lập chị ấy sao thế thì khác gì tước bổn phận của chị ấy phải, phải đó đấy. chị tân là thành viên chủ lực trong nhóm lần này làm vậy sẽ gây chậm trễ công tác và cũng là bất công với chị ấy trong lòng tôi thấy rất lo lắng tôi thấy chị vương lị hành động theo tâm tính bại hoại và tôi muốn phơi bày việc chị ấy lạm dụng quyền lực chèn ép và tẩy chay chị tân nhưng tôi nhớ lại mới vài ngày trước đó khi chúng tôi thảo luận về chị tân chị ấy liền kịch liệt phản đối và còn tỏ thái độ không tốt với tôi nên nếu tôi phân tích vấn đề theo một cách thẳng thắn hơn chị ấy có thể nói tôi bệnh vực chị tân và gây khó dễ cho chị rồi xin định kiếm với tôi thì sao nếu nó làm chúng tôi xa cách làm chị giận và tẩy chay tôi thì sao chúng tôi còn làm việc cùng nhau được nên tôi lưỡng lự những lời định nói cũng kìm lại trong lòng tôi nghĩ thôi bỏ đi sự thật mất lòng mình không nên quá thẳng thắn với chị ấy thôi thì im lặng luôn vậy cho nên tôi ấp a à ấp úng nói rằng lãnh đạo chưa xác nhận thay đổi nào với bổn phận của chị ấy ta để chị ấy ở lại đây liệu có hợp tình hợp lý không chẳng phải ta nên đợi lãnh đạo duyệt rồi mới tước bổn phận chị ấy sao cứ để chị ấy đi cùng với chúng ta trong chuyến đi này để ta dễ theo sát công tác hơn nghe tôi nói thế rồi vương lị không phản đối thêm nữa kỳ thực trong lòng tôi biết tôi vẫn chưa chỉ rõ để vương lị nhận ra vấn đề và tôi lo chị ấy sẽ tiếp tục nhắm vào chị tân trong lòng tôi thấy rất áy náy nhưng rồi tôi lại nghĩ dù gì thì hai chúng tôi cũng đang là cộng sự tôi chỉ cần theo dõi và không để chị ấy mắc sai lầm lớn là được thái độ của chị ấy với chị tân sau đó có cải thiện không ừ, phải đó không hề chị ấy cứ cố loại trừ chị tân lần nọ hội thánh cần tìm người để đào luyện chị tân là một người học hỏi rất nhanh nên tốt nhất là cử chị ấy đi đào luyện rồi về dạy lại cho những người khác nhưng vương lị cứ một mực cử chị lưu đi rồi chị lưu không hiểu rõ công tác nhóm qua lời các anh chị em kể thì tôi mới biết được là trước đây trong công tác chị tân đã có một vài lần bày tỏ quan điểm trái chiều với chị vương lị và các anh chị em đều cảm thấy ý kiến của chị tân hay hơn nhưng vương lị lại không chịu tiếp thu và cứ một mực bắt chị tân phải nghe mình khi họp nhóm chị tân đã chỉ ra vấn đề của vương lị điều này khiến vương lị tức giận và phớt lờ chị tân khi chị tân gặp các vấn đề trong bổn phận vương lị không chịu ra tay hỗ trợ chị ấy kết quả là chị tân đã không thể hoàn thành tốt công tác và sống trong đau khổ trong lòng tôi thấy rất khó chịu khi nghe về những chuyện này vương lị đã luôn có định kiến và bài xích chèn ép chị tân vấn đề này ngày càng nghiêm trọng hơn phải và chuyện này đã làm gián đoạn và tổn hại đến công tác của hội thánh tôi biết mình nhất định phải nói chuyện với vương lị ừ. ờ vậy sau đó chị có nói không ừ. hôm đó tôi lấy hết can đảm và nói tới giờ chị vẫn chưa xóa bỏ được định kiến đối với chị tân phải không thế mạnh của chị tân là tiếp thu những điều mới rất nhanh Chị không cho chị ấy đi Hẳn là do định kiến của chị với chị ấy Nghe tôi nói vậy Mặt chị Vương Lị ngay lập tức tối sầm lại Chị trả lời với giọng giận dữ Tôi đã bỏ định kiến với chị ta Nhưng giờ lại có định kiến với chị đó Nhóm của chị Tân không đạt được điều gì trong công tác Đó là vấn đề của chị ta Tôi từ lâu đã muốn tước buồn phận chị ta Nhưng chị không đồng ý Chị ấy đúng là không biết tự nhận thức ừ. Phải đó Khi kết quả làm việc không tốt Chị ấy là trưởng nhóm, đã không biết tự phản tỉnh, còn đùn đẩy trách nhiệm. Tôi lúc đó cũng cảm thấy rất tức giận. Muốn nói toạc ra về bản chất hành động của chị ấy. Nhưng khi thấy chị ấy phản đối dữ dội, thì tôi lại trùn bước và lưỡng lự. Tôi nghĩ tôi mới nêu ra vài biểu hiện thực tế mà chị ấy đã chẳng chịu tiếp thu. Nếu tôi thực sự chỉ ra hết mọi vấn đề của chị ấy, chắc chị sẽ nổi điên mất. Như vậy sẽ phá hỏng mối quan hệ của chúng tôi. Tốt hơn là không nói thêm gì. Và lại khuyên thì tôi cũng khuyên rồi. Chị ấy không chịu tiếp nhận thì tôi cũng đành từ bỏ. Sau đó, sự bố trí có chút thay đổi. Tôi được giao chủ yếu phụ trách công tác khác. Thật bất ngờ là khoảng một tháng sau, công tác của Vương Lị vẫn bế tắc. Các thành viên trong nhóm thì lúc nào cũng thấy yếu đuối và chán nản. Họ nói là khi Vương Lị thấy họ thực hiện bổn phận không tốt, chị ấy chỉ xử lý họ mà không hướng dẫn họ họ đều cảm thấy bị chị ấy kìm hãm và tiêu cực đến nỗi khó có thể thực hiện tốt bổn phận ngoài ra họ còn nói suốt mấy tháng trời vương lị không hề hướng dẫn công tác cho chị tân họ kể cho tôi những chuyện đó mà nước mắt lưng tròng đến lúc này tôi không thể bình tĩnh được nữa tôi đã nhận ra vấn đề của vương lị từ rất lâu rồi nhưng tôi đã không chịu chỉ ra bản chất của những vấn đề này với chị ấy chị ấy không hiểu ra và thay đổi tâm tính bại hoại của mình mà cứ tẩy chay mọi người vì định kiến tới mức khiến cho công tác của cả nhóm gần như bế tắc suy nghĩ tới đây tôi cảm thấy rất tội lỗi khi về nhà tôi đọc lời đức chúa trời phơi bày những kẻ địch lại đấng chris ừ. lời nói của kẻ địch lại đấng chris có vẻ tử tế có văn hóa và xuất sắc bất kỳ người nào vi phạm nguyên tắc gây ra nhiễu sự và xâm phạm đều không bị xử lý, tỉa sửa, vạch trần. Bất kể họ là ai, những kẻ địch lại đứng Chris làm ngơ. Để thể hiện mình cao thượng trong mọi sự trong mắt mọi người. Mọi sự bại hoại và việc làm xấu xa của mọi người. Đều gặp được sự độ lượng và khoan dung. Kẻ địch lại đấng Chris không nổi giận. Không làm tổn thương mọi người do giận dữ, thịnh nộ hay vì người đó đã phạm sai lầm Họ muốn thể hiện cho những người khác thấy rằng họ nhẫn nhục và kiên nhẫn, rằng họ sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai và họ cũng sẽ không đe dọa bất kỳ ai. Nhưng ẩn đằng sau hành vi này, động cơ thầm kín của họ là để bản thân được yêu mến, khiến cho càng nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ và tán thành đối với hành động của họ, đối với các hành vi của họ, đối với tính cách của họ. Amen. Amen. lời của Đức Chúa Trời đánh trúng tim đen của tôi. Kẻ địch lại đấng Chris khi thấy người ta quấy phá công tác nhà Đức Chúa Trời thì sẽ không can thiệp để giữ hình ảnh tốt đẹp cho bản thân mình. Họ ích kỷ và hèn hạ. Tôi chợt nhận ra mình đã hành xử như một kẻ địch lại đấng Chris. Nhà Đức Chúa Trời đã sắp xếp tôi công tác với Vương Lị để chúng tôi có thể bù đắp cho những điểm yếu của nhau và giám sát nhau. Cùng nhau bảo vệ công tác nhà Đức Chúa Trời. Phải. Phải. Ừ vậy mà để bảo vệ mối quan hệ hòa thuận của tôi và chị để giữ hình ảnh người tốt của tôi trong mắt chị ấy tôi đã không dám phơi bày việc chị ấy tẩy chay cũng như chèn ép chị tân tôi thấy chị ấy đã bị sự bại hoại kiểm soát và đang ảnh hưởng đến công tác nhưng tôi không tuân thủ nguyên tắc lẽ thật và can thiệp hay báo cáo nó với lãnh đạo tôi sợ chị ấy bất mãn với tôi và sẽ tạo khoảng cách giữa chúng tôi cả khi tôi thu nhặt đủ can đảm để nói gì đó tôi vẫn cứ chần chừ cân nhắc tới lui. Không chỉ rõ bản chất hành vi của chị ấy, tôi luôn cho chị ấy lối thoát. Tôi đã thấy rõ mồn một những gì chị ấy làm với các anh chị em, cản trở công tác của nhà Đức Chúa Trời và làm tổn hại lối vào sự sống của thành viên trong nhóm. Cuối cùng tôi cũng thực sự thấy rằng việc cư xử như một người tử tế không làm Phật lòng ai. Thực ra bắt nguồn từ động cơ, láo cá, xảo quyệt của tôi mỗi một việc tôi làm đều là để bảo vệ bản thân đều là để duy trì danh tiếng và địa vị của mình dùng sự tử tế bề ngoài để lấy lòng người khác và lừa gạt họ tôi đã lộ rõ tâm tính tà ác của một kẻ địch lại đứng chris ừ. đúng vậy sau khi kiểm điểm hành động của bản thân tôi cảm thấy rất tội lỗi và căm ghét mình vì đã quá láo cá và xảo quyệt tôi được đức chúa trời cất nhắc cho bổn phận quan trọng như vậy nhưng tôi lại vô trách nhiệm và khi thấy vấn đề thì không tuân thủ nguyên tắc. Tôi đã phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời, cản trở sự sống của người khác. Tôi chẳng phải đang ăn cháo đá bát sao. Tôi đã phụ sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thật táng tận lương tâm vô cùng. Tôi đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời và ăn năn, sẵn sàng, ngừng phản nghịch và làm tổn thương Đức Chúa Trời. Tôi sẽ thực hành lễ thật, bảo vệ công tác của nhà ngài. Hai hôm sau, ngay khi tôi vừa đề cập tới hoàn cảnh trong nhóm của chị Tân, thái độ của Vương Lị thay đổi và bắt đầu phàn nàn về việc chị Tân khiến những anh chị em khác chán nản. Tôi thấy chị ấy không hề biết tự nhận thức và không chịu tiếp thu phản hồi. Mọi chuyện trở nên khó xử. Tôi thầm nghĩ, mình còn chưa kịp nói đến vấn đề chính, mà chị ấy đã cáu gắt. Nếu tôi mà nói ra hết các vấn đề của chị ấy, chắc chắn chị sẽ căm ghét tôi. Con nên nói ra không đây? tôi cứ lưỡng lự và cảm thấy mình đang bị kìm hãm nên tôi thầm cầu nguyện với đức chúa trời và nghĩ tới việc đức chúa trời yêu cầu chúng ta phải trung thực và bảo vệ lợi ích của nhà ngài nghĩ như thế rồi tôi có thêm can đảm để nói ra dù chị ấy nghĩ gì tôi biết tôi vẫn phải chia sẻ ý kiến trung thực của mình cho nên tôi đã nghiêm khắc và thẳng thắn trình bày việc chị ấy có thành kiến và chèn ép chị tân đồng thời thông công với chị về bản chất và hậu quả của việc đó ừ vậy mà vương lị vẫn không chịu tiếp thu chị ấy cứ tranh cãi về các chi tiết nhỏ nhặt chị ấy không tiếp nhận lẽ thật cũng không chịu hiểu bản thân tôi đã thấy vấn đề của chị ấy nghiêm trọng thế nào chị ấy không thể tiếp tục thực hiện bổn phận đó nên tôi đã phản ánh toàn bộ chuyện này với lãnh đạo lãnh đạo nói đã thông công với vương lị về việc này nhiều lần trước đây nhưng đến nay chị ấy vẫn không thay đổi hành vi của chị ấy cho thấy chị ấy không phù hợp để công tác chị ấy nhân tính không tốt không tiếp nhận lẽ thật nên phải bị tước bổn phận lãnh đạo muốn đích thân tôi làm việc đó ừ. nghe vậy trong lòng chị thấy thế nào kỳ thực trong lòng tôi lúc đó hơi bối rối nghĩ rằng kể từ khi tôi phơi bày vấn đề của vương lị thì thái độ của chị ấy với tôi đã thay đổi nếu giờ tôi lại đích thân tước bổn phận chị sẽ là đắc tội nặng nề với chị ấy liệu sau đó chị ấy có ghét tôi không nếu chị biết việc tôi báo cáo chị với lãnh đạo Thì có nghĩ tôi cố hạ bệ chị không? Tôi thấy mâu thuẫn Và không biết phải đối diện với chị ấy thế nào Khi tôi đang buồn phiền Thì đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời ừ. Hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu lẽ thật Và muốn thực hành lẽ thật Nhưng phần lớn thời gian Họ chỉ dừng ở một quyết tâm Và khao khát làm như vậy lẽ thật vẫn chưa trở thành sự sống của họ. Kết quả, khi họ gặp thế lực tà ác hay đối mặt kẻ ác và kẻ xấu làm việc ác, những kẻ dẫn dắt giả mạo và kẻ địch lại đứng Chris vi phạm nguyên tắc, làm tổn thất công tác nhà Đức Chúa Trời và gây hại cho dân sự được ngài chọn. Họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng. Khi người không có dũng khí nghĩa là gì? Là nhút nhát, kém ăn nói, hay không hiểu rõ nên không dám nói, đều không phải. Mà là do ngươi bị kiểm soát bởi vài loại tâm tính bại hoại. Một trong số đó là sự xảo quyệt, nghĩ cho mình trước tiên. Nghĩ rằng mình lên tiếng thì có lợi gì cho mình. Nếu mình lên tiếng và mếch lòng ai đó thì tương lai làm sao hòa thuận với họ. Đây là một tâm thái xảo quyệt, đúng không? Chẳng phải đây là kết quả của tâm tính xảo quyệt sao? Một tâm tính khác là sự ích kỷ và bần tiện. Người nghĩ Thiệt hại của nhà Đức Chúa Trời có ảnh hưởng gì tới tôi? Tại sao tôi phải quan tâm? Không liên quan đến tôi, tôi mà nhìn thấy, nghe thấy thì cũng không cần làm gì. Đó không phải là trách nhiệm của tôi, tôi không phải là lãnh đạo. Những điều như vậy nằm ở bên trong ngươi, như thể chúng xuất phát từ tâm trí vô thức của ngươi. Và như thể những điều như vậy chiếm lĩnh vị trí vĩnh viễn trong lòng ngươi chúng là những tâm tính bại hoại, xấu xa của con người. Người không bao giờ nói điều mình thực sự nghĩ. Tất cả phải được chỉnh sửa trước trong đầu ngươi. Mọi điều ngươi nói đều dối trá, trái với sự thật, đều để ngụy biện. Đều vì lợi ích của ngươi. Vài người bị thu hút và với ngươi thế là tốt rồi. Lời nói và hành động của ngươi đã giúp ngươi đạt được những mục tiêu. Đây là những gì trong lòng ngươi? Là những tâm tính của ngươi. Người hoàn toàn bị kiểm soát bởi tâm tính sa tan. Người bất lực với những gì ngươi nói và làm. Ngay cả khi muốn thì ngươi cũng không thể nói sự thật. Không thể nói lên suy nghĩ thật. Ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể thực hành lẽ thật. Ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Tất cả những điều ngươi nói và làm và thực hành đều là dối trá. Và ngươi chỉ cầu thả, chiếu lệ. Ngươi bị gông cùm và kiểm soát bởi tâm tính sa tan. Ngươi có thể muốn chấp nhận mưu cầu lẽ thật. Nhưng điều đó không phải tùy ý ngươi. Ngươi chẳng là gì ngoài con rối của xác thịt bại hoại. Đã trở thành công cụ của Satan. Tâm tính Satan. Bảo ngươi làm gì, nói gì thì ngươi làm vậy, nói vậy. Ngươi không bao giờ tìm kiếm lẽ thật. Càng không thực hành lẽ thật. Ngươi chỉ tiếp tục cầu nguyện, xây dựng tính cương quyết, hạ quyết tâm và thể thốt. Và kết quả là gì? Ngươi vẫn là một kẻ ba phải. Ngươi không chọc giận, không xúc phạm ai nếu không liên quan ngươi thì ngươi tránh xa và nghĩ không liên quan đến tôi thì tôi quyết không nói chuyện gì tổn hại lợi ích hư vinh thể diện của tôi thì tôi phớt lờ và sẽ tiếp cận tất cả một cách cẩn trọng không được liều lĩnh làm trước là chết trước và tôi không ngu ngốc như vậy tâm tính bại hoại đầy tà ác xảo quyệt ương ngạnh khinh ghét lẽ thật đã hoàn toàn kiểm soát ngươi rồi. Chúng đang khống chế ngươi ngày càng chặt, còn khủng khiếp hơn cả vòng kim cô. Sống dưới sự kiểm soát của tâm tính bại hoại là rất mệt mỏi và đau khổ. Ừ. Amen, amen. amen. Từng câu từng chữ trong lời Đức Chúa Trời đều nói chúng tim đen tôi. Ngẫm lại thì đối với Vương Lị, tôi cứ luôn sợ làm vật lòng chị ấy nên không dám thực hành lẽ thật, phơi bày sự thật. Tôi bị kiểm soát bởi tâm tính sa tan tả ác, xảo quyệt và vô cùng căm ghét lẽ thật. Những triết lý như dĩ hỏa vi quý, đánh người đừng đánh vào mặt, chửi người đừng nhằm điểm yếu. Thấy người sai chớ dại nói, lời thuận tình tạo hữu hảo, lời bộc trực gây hiểm thù. Những triết lý sa tan trần tục này đã trở thành quy tắc sống bấy lâu nay của tôi. Tôi không dám chỉ ra những vấn đề, không tuân thủ nguyên tắc để bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi thật quá hèn nhát. Đúng đó, phải. phải. Khi lãnh đạo muốn tôi tước bổn phận vương lị, tôi đã biết rõ ràng là phải làm ngay để công tác của nhà Đức Chúa Trời không bị ảnh hưởng. Nhưng tôi không thể mở miệng nói ra, sợ sẽ làm phật lòng chị ấy. Có vẻ như tôi tử tế và không muốn làm ai tổn thương. Nhưng thực ra tôi chỉ đang bán rẻ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, đổi lấy hình ảnh tích cực trong mắt người khác. Tôi đã luôn chiều lòng vương lị, để chị quấy phá công tác nhà Đức Chúa Trời. Tôi giống như tấm khiên chắn cho Satan hoành hành trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi thật là một kẻ giả nhân giả nghĩa xảo quyệt vô cùng. Những triết lý Satan đó là những lời ngụy biện mê hoặc và làm tổn thương mọi người. Phải. Nghĩ tới xã hội ngày nay thật tăm tối và tà ác. Cũng là vì mọi người đang sống theo những triết lý của Satan. Họ trở nên cực kỳ hèn nhát và căm ghét ánh sáng. Không ai dám đứng lên, bảo vệ sự công chính và phơi bày sự thật những ai cố lấy lòng mọi người, ngả theo chiều gió thì lại được hưởng ân huệ và còn đạt được quyền lực. Không có chút công bằng công chính nào, phải, phải. Người trên thế gian ngày hôm nay ai ai cũng lừa lọc nhau, chẳng hề có chút tình nghĩa chân thành nào. Và chuyện này là do sự bại hoại của Satan. Đúng thật là vậy, ừ. Ừ. phải. Cuối cùng tôi đã thấy những triết lý Satan này phù hợp với quan niệm của con người, nhưng chúng thật ra là lời dối trá của Satan để làm bại hoại mọi người sống theo chúng, khiến chúng ta càng ngày càng ích kỷ, tà ác và xảo quyệt, thật là một cách sống hèn hạ và vô nhân tính. Phải, phải. phải. Những triết lý satan này đã từng là những câu cửa miệng của tôi. Tôi tưởng chúng là những cách để tôi bảo vệ bản thân. Nhưng tôi nhận ra, những chất độc satan này là vô cùng tà ác và vô lý, ừ. trái với những gì Đức Chúa Trời yêu cầu đối với nhân tính bình thường. Đúng, Đúng vậy, phải. Sống như thế khiến Đức Chúa Trời gây tởm và khiến người khác thấy phản cảm. Phải ừ. đó. Vậy thì cuối cùng chị giải quyết vấn đề này như thế nào? Phải đó. Ừ. Ừ. Cũng là nhờ lời của Đức Chúa Trời. Tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời. Nó nằm trong Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời. Ừ. Để tôi đọc cho. Được. Đoạn 6 nha. Ừ. Nếu ngươi không kiềm chế, nếu ngươi không tỏ vẻ, không giả vờ, không che đậy, nếu ngươi bộc lộ bản thân mình với các anh chị em của ngươi. Không che giấu những suy nghĩ sâu xa nhất của mình, mà cho họ thấy thái độ trung thực của ngươi, thì lẽ thật sẽ dần dần đâm sâu bén rễ vào trong ngươi. Nó sẽ đơm hoa kết trái. Nó sẽ mang lại kết quả từng chút một. Nếu lòng ngươi ngày càng trung thực và ngày càng hướng về Đức Chúa Trời, nếu ngươi biết bảo vệ quyền lợi của nhà ngài khi thực hiện bổn phận, và lương tâm ngươi cắn rứt khi không bảo vệ được những lợi ích này, thì đây là bằng chứng cho thấy lẽ thật đã ảnh hưởng đến ngươi và đã trở thành sự sống của ngươi. Một khi lẽ thật đã trở thành sự sống của ngươi rồi thì nếu có ai phạm thượng, chống lại Đức Chúa Trời và không tôn kính Ngài, cầu thả khi làm bổn phận, gây gián đoạn hoặc nhiễu loạn công tác hội thánh và khi thấy nó xảy ra, ngươi sẽ có thể nhận thức và vạch trần nó và tiếp cận nó theo cách phù hợp với nguyên tắc của lẽ thật. Khi lẽ thật ngự trị trong lòng ngươi và đã trở thành cuộc sống của ngươi thì... Khi ngươi nhìn thấy điều gì đó thụ động, tiêu cực hay tà ác khởi sinh, thì phản ứng trong lòng ngươi lúc đó sẽ hoàn toàn không giống cũ. Đầu tiên, ngươi cảm thấy trách cứ và một cảm giác bất an. Ngay sau đó là cảm giác này. Tôi không thể cứ ngồi yên giả mù, tôi phải đứng dậy và lên tiếng, tôi phải đứng lên chịu trách nhiệm người có thể đứng lên và kết thúc những việc tà ác này vạch trần chúng. Cố gắng bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và ngăn không cho công tác của Ngài bị nhiễu loạn. Người sẽ không chỉ có dũng khí này và quyết tâm này, không chỉ có khả năng hiểu vấn đề hoàn toàn, mà ngươi còn thực hiện trách nhiệm mà mình nên gánh vác vì công việc của Đức Chúa Trời và vì lợi ích của nhà Ngài. Và bổn phận của ngươi bởi đó sẽ được thực hiện. Ừ. Amen. Amen. đọc đoạn lời này khiến tôi cảm thấy vừa tội lỗi vừa có động lực bao năm tin đức chúa trời tận hưởng lẽ thật qua sự bồi dưỡng của ngài tôi vẫn không thể bảo vệ nguyên tắc hay lợi ích của nhà ngài thật vô lương tâm tôi phải gỡ bỏ mặt nạ của kẻ chiều lòng người tôi không thể cứ sống theo tâm tính bại hoại tả ác và xảo quyệt được tôi nhất định phải thực hành lẽ thật và bảo vệ lợi ích của hội thánh sau đó tôi tới nói chuyện với vương lị và tước bổn phận chị ấy tôi cũng thông công một cách thẳng thắn cởi mở từng biểu hiện không chịu tiếp nhận lẽ thật chèn ép mọi người và làm tổn hại công tác của hội thánh của chị tôi đều từng thứ một liệt kê hết tôi không còn cố gắng lồng vào những lời dễ nghe cho ên tai chị ấy nữa tôi thực sự muốn giúp chị ấy phơi bày những vấn đề của chị ấy để chị ấy có thể hiểu được tâm tính bại hoại của bản thân và chân thành ăn năn nghe tôi nói xong chị ấy buồn đến phát khóc và nói rằng đã sẵn sàng tiếp nhận những gì nhà Đức Chúa Trời sắp xếp nghiêm túc kiểm điểm rút bài học. Tạ, Tạ ơn Đức Chúa, Chúa Trời. Sau đó thì tình trạng của các anh chị em trong nhóm dần dần được khôi phục. Công tác của nhóm bắt đầu đạt kết quả tốt hơn trước. Trong lòng tôi thực sự cảm thấy yên tâm và thoải mái nhờ vào việc nghiêm túc thực hành lẽ thật. Đó là cách duy nhất để sống quang minh lỗi lạc. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Đúng là một điều tuyệt vời để thực hành. Thẳng thắn và trực tiếp chỉ ra những vấn đề mà ta thấy nơi người khác. Đó mới chính là thực sự yêu thương và giúp đỡ cho họ. Phải. Vậy sau đó thì đã có một vài sự thuyên truyền tôi bắt đầu chăm tưới những người mới cùng vài chị khác lúc đó tôi thấy chị nghiêm không chịu mang trọng trách trong bổn phận mà lại cẩu thả và vô trách nhiệm ảnh hưởng công tác của chúng tôi tôi đã rất lo lắng về chuyện đó và muốn chỉ ra vấn đề của chị ấy ngay để chị có thể thay đổi nhưng vì chúng tôi chỉ mới gặp nhau không lâu và chưa hòa đồng lắm nếu tôi nói thẳng về sự vô trách nhiệm trong bổn phận của chị ấy liệu chị có bực mình với tôi không suy nghĩ tới đây tôi nhận ra tôi lại suy nghĩ như một kẻ chiều lòng người rồi nên tôi vội vàng cầu nguyện sau đó tôi xem một đoạn phim đọc lời của đức chúa trời mọi người muốn xem cùng không có, có chứ. chứ rồi jehovah đức chúa trời phán dạy rằng ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết trong những lời ngắn gọn này mà đức chúa trời phán dạy ngươi có thể thấy điều gì về tâm tính của đức chúa trời không những lời này của đức chúa trời có đúng không có sự lừa dối nào không có bất kỳ giả dối nào không có sự đe dọa nào không không có đức chúa trời phán dạy con người một cách trung thực thành thật và chân thành về những gì họ có thể ăn và những gì họ không thể ăn đức chúa trời phán rõ ràng và thẳng thắn có bất kỳ ẩn ý nào trong những lời này không những lời không thẳng thắn sao có cần phải phỏng đoán không không cần phỏng đoán ý nghĩa của chúng là rõ ràng trong nháy mắt khi đọc chúng người ta cảm thấy hoàn toàn rõ ràng về ý nghĩa của chúng đó là những gì Đức Chúa Trời muốn nói và những gì Ngài muốn bày tỏ xuất phát từ trái tim Ngài. Những điều Đức Chúa Trời bày tỏ là tinh sạch, thẳng thắn và rõ ràng. Không có động cơ bí mật, cũng không có bất kỳ ẩn ý nào. Ngài trực tiếp phán dạy con người, bảo họ những gì có thể ăn và những gì không thể ăn. Điều đó có nghĩa là qua những lời này của đức chúa trời con người có thể thấy rằng tấm lòng của đức chúa trời là minh bạch và chân thực không có dấu vết của sự giả dối ở đây không phải kiểu nói với ngươi rằng ngươi không được ăn những gì có thể ăn được hoặc nói với ngươi hãy làm điều đó và xem điều gì sẽ xảy ra với những thứ mà ngươi không thể ăn được đây không phải là những gì Đức Chúa Trời muốn nói Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời nghĩ trong lòng Thì đó là những gì Ngài phán dạy Amen. Amen. Những gì Đức Chúa Trời nói với Adam và Eva Là rất rõ ràng và thẳng thắn Ngài đã nói rất chân thành Không có gì giấu giếm họ Thực chất của Đức Chúa Trời rất thánh khiết Đúng vậy Phải, phải. Thời kỳ sau rốt Ngài phán lẽ thật Phán xét thành phạt con người Lời Ngài thẳng thắn phơi bày và phân tích bản tính bại hoại do Satan gây cho chúng ta. Vạch trần mọi sự xấu xa và bất chính bên trong chúng ta, chúng rất là rõ ràng không có gì giấu giếm. Lời Ngài có thể gay gắt nhưng đầy tình yêu, đều để làm tinh sạch và thay đổi chúng ta, để chúng ta có thể hiểu bản thân, từ bỏ Satan, sống chọn một hình tượng giống con người. Và, Amen. Amen. Satan thì hoàn toàn ngược lại. Satan thì vòng vo, tâm tối và tà ác không bao giờ nói thẳng ra những gì mình muốn. Ban đầu, nó nói những điều hay ho, những điều giả tạo nghe có vẻ hợp lý để hòng mê hoặc cả Adam và Eva, nên họ phạm tội và phản bội đức Chúa Trời, chính xác. Tôi đã sống theo triết lý Satan bấy lâu nay. Tôi đã bộc lộ tâm tính tà ác và xảo quyệt giống hệt như Satan. Để bảo vệ mối quan hệ của tôi với người khác và để bảo vệ cách mà họ nhìn nhận tôi. Tôi nghĩ một đằng nói một nẻo, quanh co như một con rắn ấp a à, ấp úng lưỡng lự không thôi chẳng ai hiểu được ý nghĩa thực sự của những gì tôi đang nói tôi thật là kẻ lươn lẹo tôi sống với hình tượng giống satan hơn là giống với một con người phải à, nhận ra điều này tôi ghê tởm bản thân mình vô cùng và tôi không muốn là một kẻ chiều lòng người và một con cáo nữa tôi muốn thực hành lẽ thật và làm một người trung thực bảo vệ công tác của nhà đức chúa trời amen amen, amen. trong buổi hội họp hôm sau tôi đã chân thành và thẳng thắn nói ra tất cả những vấn đề mà tôi đã thấy ở chị nghiêm rồi sau đó chúng tôi cùng thông công để giúp chị giải quyết chị ấy đã có thể nhận ra vấn đề của bản thân sau đó tôi thấy tình trạng của chị ấy đã dần dần thay đổi và tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đã đã ơn chúa trời trải nghiệm này cho tôi thấy rằng chúng ta không nên sống theo triết lý sa tan và lừa gạt để làm hài lòng nhau mà chúng ta nên cởi mở và trung thực với nhau vậy mới là tình yêu chân thành và có lợi cho tất cả mọi người. Phải, đúng, phải đó. đúng đó. Tôi đã đích thân trải nghiệm được rằng, chỉ bằng cách sống trung thực theo lời của Đức Chúa Trời, và tuân thủ nguyên tắc, thì chúng ta mới có nhân tính, và được Đức Chúa Trời ban phước lành, bình an và vui sướng, cũng như có thể làm một người tốt. Phải, tạ, tạ ơn, ơn Đức Chúa, Chúa Trời. Trời. Nhờ nghe trải nghiệm của chị, tôi đã thấy con đường để tiến tới. Tạ, tạ, tạ ơn, tạ Chúa, tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời. Chúa Trời.